Thưa quý các ông các bà, trong cái vấn đề mà của một cái siêu thị yêu thương mà từ tháng 6 đến giờ nhà Dòng Lập mà chúng tôi là những người được ra đây để chủ trì và lo liệu cái phần quà yêu thương này, thì chúng tôi điều đầu tiên là chúng tôi cũng cảm thấy là rất là cảm ơn các ân nhân và các vị đã có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho nhà Dòng và giúp đỡ đến những người nghèo khó như là những người độc thân và những bệnh nhân bị ung thư rồi bị các cái bệnh mà hiểm nghèo không thể đi lại được hoặc là có những cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì mỗi một lần mà các vị một tháng nhà Dòng cho các vị là 250.000, nhưng lấy vào hai tuần, một tuần đầu tháng và tuần cuối tháng, nhưng các chị nhận được 125.000 một suất. Tuy rằng quà rất là nhỏ bé và rất là đơn sơ nhưng mà cũng thể hiện được cái tình yêu thương, và các bà cũng rất là phấn khởi vì trước sự quan tâm của nhà Dòng rồi của các quý vị ân nhân đã nhiệt tình và đã thảo lòng giúp đỡ cho các bà con. Thì qua đây thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng rất mong các vị ân nhân có tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ được nhiều nhiều nữa, để phần quà yêu thương một ngày một tới tay những người nghèo cho ngày càng nhiều và thoát được nhiều cái khổ sở của nhiều người nghèo đang trông chờ vào những lòng hảo tâm của các quý vị ân nhân. Thì qua đây thì hôm nay cũng là ngày sắp Tết, thì cũng siêu thị yêu thương cũng có một cái chút quà nhỏ nhỏ để gửi đến các vị hộ nghèo vẫn được lĩnh quà đây, cũng nhận được một chút túi quà của hàng Tết. Tuy là cũng rất là nhỏ bé nhưng mà cũng để cho tỏ ra một cái tấm lòng quan tâm và yêu thương của các quý vị ân nhân đối với các hộ nghèo. Thì cũng xin các quý vị ân nhân càng ngày càng hảo tâm và mở lòng để giúp đỡ các người nghèo để qua khỏi cái cơn khó khăn và cuộc sống cũng bớt đi những cái khó khăn.